Dạ, mến chào quý cô chú. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Phước Quốc, có một số hoa mẫu đơn tiếp tục giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Dạ, em xin chào anh Thái. Dạ, con xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, nay con có lên một số mặt hàng hoa mẫu đơn để phục vụ cho quý bà con như vàng son Cần Thơ, vàng son sữa, vàng sọc đời đầu, Mỹ vàng sọc ánh chim. Dạ, lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn cô chú xem kênh và ủng hộ ạ. Địa chỉ của con là gần chợ Đất Sét, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0356194139, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi, đầu tiên con lên mã số 1 là cây vàng sọc ánh chim ạ. Dòng này hoa to và cái tỷ lệ sọc đẹp hơn là vàng sọc lá sắn nha quý cô chú. Dạ, chiều cao là 61. Đây, mặt hoa nè. Kéo sọc rất là đẹp nha quý cô chú. Cánh hoa sọc rất là chuẩn. Quanh này dao động cỡ điếu thuốc lá nha quý cô chú, mà trên chậu sống khỏe rồi. Đang cho búp nè. Cây này lấy giống ha. Rồi giá luôn rồi. Rồi giá mã số 1 này con giao lưu là 400.000 con bao quý ship ạ. Rồi. Một cây ánh kim. Mỹ vàng sọc ánh kim nó khác chứ Mỹ vàng sọc lá sắn nha. Mã số 2 là một cây vàng sọc ạ. Cây này tàn phôm tàn tròn đẹp nha cô chú. Sọc này vàng sọc hồng nha. Hoa già nó sẽ đỏ lại. Cánh rất là to mà có hoa luôn quý cô chú, phôm tàn xòe. Dạ, chiều cao là 36. Đây, phôm hoa nè quý cô chú. Hoa sọc hồng rất là đẹp luôn. Cây này một cốt. Dạ, thốc thân là 14. Dạ, cây này 5 hoành của chú ơi. Rồi, giá mã số luôn quý. Rồi, giá mã số 2 này giao luôn là 350.000 con bao quý ship ạ. Rồi. À, đặc biệt hôm nay có một số cái vài cái combo gồm có tím sen Vĩnh Châu, cây này để bàn cho quý cô chú mình nha, trên chậu. Cây thuần chậu, trên chậu từ nhỏ. Số 3 là một cây pháp tím ạ. À. Dạ, cây này trong chậu trồng lâu rồi nha cô chú. Mình thuần rồi nha. Cây này vườn thuần rồi, đặc biệt pháp tím cái cánh rất là to nha. Lá thì nè. Cây này mini để ban công ha. Dạ, chiều cao là 43. Này một cốt nha cô chú. Quanh này dao động cỡ ngón út đi quý chú ơi, nằm tầm khoảng 4 rồi. Cây này về quý chú mình là nó bắt liền, đang thuần chậu à. Rồi giá luôn. Rồi, mã số 3 này giao luôn là 300.000 con bao ship ạ. À. Rồi, 300.000 một cây pháp tím. Tiếp theo mã số 4 là một cây hường sọc ạ. À. Hường sọc sọc 4 mặt hoa. Cây này lô hường sọc này rất là chuẩn nha quý cô chú. Đủ 4 mặt hoa luôn. Một số là vàng sọc nè, hường sọc, hồng sọc, đỏ sọc có trên cây hết nha. Đây hường sọc nè. Vậy chiều cao là 1m5. Cây này phơm tròn đẹp nha. Này thốc thân là 52 ạ. Cái này một cốt thốc thân sạch nha cô chú. Dạ, cô này củ đế nè, nở nha. Nó hoành eo lên đây. Dạ, hoành 6. Và cái lô này cũng nói chung là muốn đứt hàng à nha quý cô chú. Quý chú mình sở hữu nha. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 4 này giao luôn là 300.000 ạ. Tại vì cái luống này trồng cái đợt đầu á, nên qua cái đợt này là nó hết rồi. Mã số 5 là cây tím trên những châu hoa thơm ạ. À. Cây này có thần chậu sống khỏe nha cô chú. Búp nó lên nè. Cây này thuộc cây lớn rồi. Vậy chiều cao là 90. Một cốt thân của chú ơi. Dạ, số thân là 22. Phôm tàn đẹp nha. Dạ, cái này hoành 6. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 5 này giao luôn là 400.000 ạ. Cái tím sen Vĩnh Châu ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 6 là combo 3 cây nha cô chú. Gồm 2 cây tím sen Vĩnh Châu và 1 cây vàng son Cần Thơ, sống trên chậu từ nhỏ nha quý cô chú. Tím sen Vĩnh Châu thì cái tông nói chung là đẹp. 3 cây. Đây, chậu này về quý cô chú mình để bàn là hoa nó nở. Này mình đo cây vàng son Cần Thơ đi. Dạ, vàng son Cần Thơ là chiều cao là 67. Thốc thân là 37 nha cô chú. Cái giống mà cái tay cành vậy là đẹp nè. Vàng còn tiếp theo Kinh Châu là chiều cao 40. Còn cây là chiều cao 26 ạ. À. Đây, hoa lên quý chú không còn sót. Không còn sót cái đọt nào hết trơn. Để nghe nó lật quý chú. Cây rất là đẹp nha. Phơm tàn gồm 3 cây một combo mã số 6. Rồi mã số 6 này vô luôn là 250.000 con bao ship ạ. À. Rồi gồm 3 cây quý chú. Này về để bàn ha, cực kỳ đẹp luôn. Tím sen Vĩnh Châu ở độ sai hoa. Rồi đổi cây luôn.
Tiếp theo số 7 là cây hường sọc ạ. Cây này nó tới 5 mặt hoa lần cuối chú rồi. Cây này 5 mặt hoa. Hường sọc, hồng sọc, đỏ sọc, vàng sọc đầy đầu. Và có một hai cái hoa nó dạ chiều cao là 1m25, hồng hường luôn. Đây, cái này có một số cánh là vàng sọc đầy đầu nè, hồng sọc nè. Bên đây là hồng hường nè, 5 mặt hoa. Tốt thăng là 48 ạ. Cây này hoa rất là nét nha, đây. Dạ cây này hoành 7 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 7 cây hường sọc này giao luôn là 350.000 bao ship ạ. Rồi 350.000 bao phí ship cái cây cái phơm vàng như cái dù. Tiếp theo mã số 8 là một cây vàng son sữa. Cây này cái phơm cái chớp trên rất là đẹp nha. Dạ chiều cao là 98. Hoa là quý vị chú. Khó khăn là 63. Cây này nói chung là thuần rồi nha. Thuần rồi. Dạ cái này hoành 5,5 tính 5 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi cái vàng son sữa này giao luôn là 250.000 bao ship ạ. Mã số 8. Mã số 9 là một cây vàng son Cần Thơ ạ. Cây này một cốt lên 3 tược tam tài, đang có cái hoa nó rất là to luôn. Vậy chiều cao là 80. Lá xanh mướt ha. Này một cốt khó khăn nha cô chú. Đây, hoa nè. To rất là to. Dạ hoành 5. Này khó khăn được 2-3 sen. 4 tược bà con ơi, 4 tược nha, mình xin lỗi, 4 tược nó xòe ra giống như cái bình bông vậy đó. Rồi giá luôn. Rồi. Mã số 9 này giao luôn là 300.000 bao chiếc ạ. Cây vàng son Cần Thơ. Mã số 10 là cây vàng cánh kép ạ. Vàng kim cúc. Cây lứa phơm tàn đẹp nha. Vàng kép. Có hoa tôi quý cô chú mình luôn. Vậy chiều cao là 68. Hoa màu rất là tươi ha, màu vàng. Khó khăn là 17 ạ. Vàng đôi hoành eo như đây là 5. Ở dưới nở nha, dưới cỡ 6, 7 á. Rồi giá luôn. Rồi mã số 10 này giao luôn là 300.000 bao chiếc ạ. 300.000 một cây vàng kim cúc. 11 là cây khủng hoàng cam ạ. Cây này nó đặc biệt con cái là có cái cánh hoa là phụng hoàng kim quý cô chú. Và một hoa màu đỏ luôn. 5 cánh luôn. Cây này vậy chiều cao là 77. 3 mặt hoa luôn. Khó khăn là 30. Đây đây đây, cây này 3 mặt hoa nè. Đây cái cánh này 5 cánh mà nó màu đỏ luôn nè. Bên đây là phụng hoàng kim nè. Hoa thật nha quý cô chú. Cây này hoành thân cũng cỡ 4 đi, 3-4 đi, dao động 3-4 quý cô chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 11 này giao luôn là 300.000 ạ, có bao ship ạ. Cây 3 mặt hoa luôn, phụng hoàng cam mà 3 mặt hoa. Mã số 12 là combo 3 cây ạ. 3 cây 3 tông ha. Một cái tông lùng để bàn nè. Sạch búp chân, tím sen bánh châu hoa thơm nha. Đây. Cây này trồng trong chậu từ nhỏ luôn nha cô chú. Cây này một cốt phơm rất là đẹp, mình đo cây cao nhất đi. Dạ chiều cao là 66. Cây là chiều cao 47. Dạ còn cây là chiều cao 25. Này cây này chớp trên này nó ra hoa nhiều nha quý chú. Này tàn tứ diện một cốt luôn nha cô chú. Hoành thân này cỡ điếu thuốc lá nha. Một cốt không à. Rồi giá combo luôn rồi. Có đây. Combo mã số 12 này giao luôn là 250.000 ạ. À. Con bao ship ạ? À? Còn 3 cây tím sen bánh châu trên chậu nha. Tím sen thuần chậu quý cô chú mình yên tâm. Về rút bầu ra, rút chậu ra mình trồng xuống đất nó rất là tốt hoặc là trên chậu. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 13 là cây hường sọc ạ. À. Hường sọc 4 mặt hoa nhưng mà cây này thì mặt hoa vàng sọc đầy đầu rất là nhiều nha quý cô chú. Cái bông này đầy đầu luôn nè cô chú ơi. Mà tính hường sọc. Đây. Hoa này. Vàng sọc nhiều ha. Cực kỳ đẹp luôn. Hường sọc hồng sọc nhiều. Mặt hoa rất là chuẩn luôn. Rất là nét. Dạ chiều cao là 95. Khó khăn là 43. Này một cốt cũng nở nha cô chú. Đây. Còn chỉ đâu hoành eo trên đây thôi nha. Dạ hoành 6. Rồi, cây này cái củ nở.
Rồi giá luôn cô ơi. Rồi mã số 13 này vô luôn là 350.000 bao tiếp ạ. Tiếp theo mã số 14 là một cây đỏ là ổi đỏ đào Bạc Liêu ạ. Cái form rất là đẹp ha. Chiều cao là 76. Khó khăn là 24. Dạ cây này quanh 4 rưỡi tính 4 của chú ơi. Đỏ đào đỏ lá ổi. Rồi giá luôn. Rồi giá là 250.000 bao ship ạ. À. 14. Rồi. 15 là một cây vàng sọc ạ. À. Cây này có form lớn nha quý cô chú. Vàng sọc cánh bầu lên nụ đỏ luôn. Xay xay cái form cái hoa bên kia các bác nở đỏ đậm luôn. Đây. Quý chú mình thấy nó đỏ nè, cực kỳ luôn. Vậy chiều cao là 95. Cây này có form xòe nha. Hốc thân là 20. Dạ cây này một cốt 6 hoành của chú ơi. Rồi giá luôn cô ơi. Rồi 15 này giao luôn là 450.000 con bao xíu ạ. Rồi. Mười sáu là một cây mỹ vàng chanh ạ. À. Cây một cốt phồng tàn thẳng đứng với chú. Chiều kêu là 96. Khóc thăng là 55. Cây này dưới cũ nở nha chú. Dạ quanh 6 rưỡi cũng tính 6. Cũ nở chân voi nha cây này. Rồi giá luôn. Rồi 16 cái mỹ vàng chanh này vô luôn là 300.000 bao xíu ạ. À. Mười bảy là một cây hường sọc ạ. À. Mặt hoa đang là hồng sọc nhiều. Đặc biệt mặt hoa hồng sọc rất là ngọt quá chú. Vậy chiều cao là 1m05. Khóc khăn là 35. Rễ là trắng hết trơn ha. Dạ quanh 7 của chú ơi. Cây này mặt hoa rất đẹp nha quý chú. Đây mình xay 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 qua bên kia. Mấy cái mặt hoa này có vàng sọc trong này nè. Đây như cánh này là vàng sọc đầy đầu. Rồi giá luôn. Rồi mã số 17 đang giao luôn là 300.000 con bao ship ạ. À. Tiếp theo mã số 18 là cây vàng pháp chân son ạ. À. Vàng pháp cánh hoa rất là to quý chú. Dạ cây này một cốt tàn gom nha cô chú. Tàn đặc. Dạ chiều cao là 60. Này cô chú gì đã băng công đẹp nha cô chú. Cánh hoa nè, rất là ngọt luôn. Cái loại này cũng khó làm giống lắm cô chú ơi. Dạ thoát thân là 11. Dạ hoành 5. Thường cây lứa mà phơm tàn đều như thế này thì rất là ít nha quý chú. Hoa màu vàng rực rỡ ha. Rồi giá luôn. Rồi 18 này vô luôn là 300.000 con bao xíu ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 19 là một cây mỹ tím ạ. À. Mỹ tím hoa thơm. Mỹ tím thơm Cà Mau. Hoa nở quý chú, cây này một cốt cái tông rất là đẹp nha. Đây. Hoa rất là giống tím sen Minh Châu. Đây cái phơm bên này nó xòe nè. Ồ, phơm này lớn nè. Vậy chiều cao là 1m1. Tán càng tán ngàn này chắc cũng cỡ 1m1m2. Tới không? Dạ không, hơn cái tay luôn à. Hào hào à. Hoa thơm. Dạ này thoát thân là 46. Dạ cái này hoành 6 của chú ơi. Thân này lắc nhẹ với chú, một cốt sạch nha. Rồi giá luôn. Rồi mã số 19 này vô luôn là 500.000 con bao xíu ạ. Rồi cây này lớn nha quý chú. Về lên cái chậu là rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 20 là một cây mỹ vàng chanh. Đang đang ôm búp. Đang ôm búp nha cô chú. Cây này một cốt không tàn tròn đẹp nha. Đang bắn trời quý chú, mấy cây về như thế này là về mau phát lắm. Vậy chiều cao là 95. Khó khăn là 55 ạ. À. Dạ cây này một cốt không sạch của chú ơi, dạ 6 hoành. Rồi giá luôn. Rồi cây mỹ dần chanh số 20 này giao luôn là 300.000 ạ, à, con bao xíu ạ. À. Rồi thân giót này quý chú, không bị bóp. Mốt là một cây tím sen Kính Châu hoa thơm ạ. À. Cái này trồng trong chậu lâu rồi nha cô chú, rễ ra chắc trắng đít thôi.
cây một cốt ha, phơm tàn đều luôn. Vĩnh Châu hoa thơm. Cây này một cốt không tàn đẹp của chú ơi. Vậy chiều cao là 75. Thóc thân là 30 ạ. Cây này cái đế còn sâu ha. Tược dạ. Con nhảy 5-7 cái tược luôn. Quanh cây này chắc cũng cỡ 5. Dạ quanh hơn 5 tính 5. Rồi giá luôn, tiếp sang bên trong. Rồi, 21 này vô luôn là 350.000 bao ship ạ. Em hai là cái vàng sọc đầy đầu, vàng sọc tiền giang ạ. Ừ, mở 5 cái hoa quý vị chú. Hoa rất là nét nha. Cây này cây lứa trồng cái đợt đầu mới về nha quý chú, mới có to vậy nha. Vậy chiều cao là 1m5. Hoa lên to, rất là to luôn mấy cái hoa bên đây nè. Khó khăn là 39 ạ. Dạ cái này năm quanh của chú ơi. Một cốt sạch và những cái đọt còn lại nó đang ôm búp nha. Đây cái hoa bên đây nó to nè, mà hoa rất là nét luôn. Rồi giá luôn quý. Dạ, mà 22 này vô luôn là 1.300.000 ạ, con bao ship ạ. À. Cây này cây lớn nha quý chú, giờ kiếm cây lớn này cũng rất là ít nha. Tại trồng cái đợt đầu mới có vậy. 23 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh mà nó nở hoa rực rồi ha, rất là sáng luôn. Màu hoa rất là tươi. Dạ, chiều cao là 74. Khó khăn là 30. Cây này 6 hoành của chú ơi. Giờ mình trồng chỉnh sửa đứng lên ha. Rồi giá luôn. Rồi giá 23 này vô luôn là 250.000 ạ. Form rất là đều, từ con nhảy rồi. Rồi. Tiếp theo 24 là một cây hường sọc ạ. Mặt hoa rất đẹp quý chú. Lô hường sọc này mặt hoa rất là nét ha. Hoa trên một bông 3-4 mặt hoa luôn. Chiều cao là 1m ạ. À. Một cốt phun tàn gom ha. Khó khăn là 34. Cây này cũ ra nở nha cô chú ơi. Tược bắn lên luôn. Dạ quanh 6 rưỡi tính 6. Rồi giá luôn. Rồi 24 cái hường sọc này vô luôn là 300.000 bao xíu ạ. À. Rồi. Hai năm là một cây Mỹ đỏ lắm mới cao mà. Cây này cái tông thẳng đứng ha. Cuốn đỏ tươi luôn. Này một cốt phim tàn tứ diện nha cô chú. Cây này về cơ cái đợt đọt sau nó ra rất là đẹp. Vậy luôn. Chiều cao là 1m. Dạ quanh 7 cô chú ơi. Lên đây thân không bị bóp ha, thân rất là lực luôn. Khó khăn là 58. Rồi, Mỹ đỏ giá luôn. Rồi, cây mã số 25 này vô luôn là 300.000 bao ship ạ. À. Cây cái form rất là đẹp luôn, giống như cây dù luôn. 26 là một cây Mỹ bằng chanh. Mỹ vàng chanh. Cây này dạy chiều cao là 1m. Cái form tược lên. Form tứ diện nha cô chú. Búp nở nè. Phát thân là 54. Dạ cái này một cốt 6 hoành của chú ơi. Rồi giá luôn. 26 giao luôn là 300.000 con bao ship ạ. À. 27 là một cây vàng chim cút, vàng cánh chép nha cô chú. Rồi, ôm nụ không còn sót cái đọt nào hết trơn quý chú. Rồi, đặc biệt đang nở nữa nè. Cánh hoa cánh kép rất là đẹp nha. Đây. Vậy chiều cao là 70. Dạ thoát thân là 5. Cây lứa phơm tàn đẹp nha. Tàn đều. Dạ hoành 6. Rồi giá luôn. Rồi 27 này vô luôn là 300.000 con bao xíu ạ. À. Rồi. Em 8 là một cây hường sọc ạ. À. Cây này đang hoa là cô chú. Mặt hoa vàng sọc rất là nhiều nha, vàng sọc đầy đầu á, đây. Những cái cánh là vàng sọc đầy đầu nè. Bên đây là hồng sọc. Bởi vì gọi là bốn mặt hoa lại vậy đó. Mặt hoa rất là nét. Dễ chiều cao là 1m1. Khó khăn là 46. Cây này cũng nở nha cô chú. Để đo quanh đây đi. Dạ quanh tính 5 luôn đi. Rồi.
củ 7 ạ. 7 gửi gần 8 luôn. Rồi giá luôn. Hai mấy ạ? Dạ mã số 28 này vô luôn là 350.000 bao xíu ạ. Rồi. Em chính là một cây Mỹ dằn chanh ạ. Cây này cái tông màu cốt mà thăng lắc nha quý chú. Còn chanh cái màu hoa rất là sáng nha. Phơm gom luôn. Giống như một cái nón ha, tàn nón. Vậy chiều kêu là 97. Cái này cô chú xong rồi bông cuốn đằng sau là đàn đẹp lắm nha cô chú. Dạ thoát thân là 64. Quần eo là 6 ạ. Cũ nở ha. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi 29 đang vô luôn là 250.000 bao ship ạ. À. 30 là cây hường sọc ạ. À. Lô hương sọc này cái form rất là đều ha, đẹp luôn. Đây một hoa này. Hồng sọc. Dạ chiều cao 1m15. Cây này thân rất là lực nha. Rồi, này mình cho cái quành với cái thốt thân. Dạ thốt thân là 35 ạ. À. Cây này cũ cũng nở nữa nha. Dạ cây này 7 quành của chú ơi. Rồi giá luôn cũng ơi. Rồi cây hường sọc này giao luôn là 300.000 bao xíu ạ. À. Rồi. Tiếp theo 31 là phương combo 3 cây. Tím sen Vĩnh Châu, vàng son Cần Thơ. Hai cây tím sen Vĩnh Châu, vàng son Cần Thơ ạ. Cây này anh trồng trong chậu từ nhỏ nha cô chú. Lô này về để ban công hoặc để bàn là cực kỳ luôn ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ tiếp theo Chính Châu là chiều cao là 55. Còn cây nhỏ là cao 29. Vàng son Cần Thơ là cao 50 ạ. Cây này một cốt nha cô chú. Hoành thân dao động cỡ điếu thuốc lá luôn quý chú. Tím sen Vĩnh Châu lá. Rồi giá luôn. Rồi mã số này giao luôn là 250.000 con bao phí ship luôn ạ. Gồm 3 cây. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. Dạ xin trân trọng cảm ơn cô chú xem kênh rồi giờ ủng hộ ạ. Rồi hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Đây là vàng sọc đại đầu nè quý chú. Mặt hoa rất là nét nha.